Rồi chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng cái chức năng công cụ camera tracker ở trong phần mềm Nút. Thì kỹ thuật camera tracker được dùng khi mà chúng ta muốn dò theo chuyển động của camera ở trong một cái cảnh quay, và khi mà chúng ta đã có được cái cảnh quay, cái camera đó được tái hiện lại, thì chúng ta có thể truyền vào các cái vật thể 3D vào trong cái cảnh quay của chúng ta. Thì trước hết thì cũng mong các bạn sẽ like, subscribe và chia sẻ kênh để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video hơn nữa. Và những cái file project mình đều bao gồm cái link download ở trong phần mô tả của video, cũng như là các cái tài nguyên khác mà mình chia sẻ cho các bạn, thì cũng mình cũng gửi link ở trong cái phần mô tả, các bạn có thể vào để download. Thì đầu tiên thì ở trong phần mềm Nút, chúng ta sẽ vào phần mềm Nút, và ở đây thì mình sẽ import cái footage của mình vào. Thì đây là cái footage của chúng ta. Footage này dài 382 frame, và chúng ta có thể play cái footage để chúng ta cùng xem cái nội dung trong cái footage này ha. Thì đây là một cái cảnh quay mà camera được để ở trên một cái đường ray, và camera dolly. Camera dolly từ bên trong đi ra khỏi đi ra xa khỏi hai cái diễn viên. Và trong cái cảnh quay này thì các bạn sẽ thấy là vì camera chúng ta di chuyển tĩnh tiến và ở trên đường ray, cho nên là cái độ rung cũng không nhiều, khá là mượt. Và camera di chuyển như vậy thì nó sẽ có cái tính chất parallax. Thì đó là những cái điều kiện rất là thuận lợi để chúng ta thực hiện cái chức năng camera track của các cái phần mềm. Thì ở đây thì việc đầu tiên để mà thực hiện track cái camera trong cái cảnh quay này, thì chúng ta sẽ chèn vào cái nốt camera track, bấm tab đánh vào camera tracker. Và ở trong cái nốt camera tracker này thì về cơ bản thì chúng ta sẽ có những cái tab được tổ chức ở phía bên trên của cái nốt. Và ở đây thì chúng ta sẽ có cái chức năng auto track của cái nốt camera tracker này. Và cái chức năng auto track này nó sẽ tự động nó đặt các điểm ở trên cái footage của chúng ta, và nó sẽ dò theo chuyển động của cái footage của camera một cách tự động. Và chúng ta có thể setting các cái thông số cho cái phần auto track ở trong cái tab đầu tiên là camera tracker này. Thì ở đây ví dụ chúng ta có thể ngay lập tức bấm vào cái nút có cái chữ track ở trong cái phần analysis này. Chúng ta bấm vào cái nút track này thì để chúng ta xem cái việc thực hiện track của cái nốt này nó như thế nào. Thì các bạn thấy là cái nốt nó sẽ tự động đặt các cái điểm track ở trên cái footage của chúng ta, và nó sẽ track theo cái footage. Ở đây thì cái nốt camera tracker này ở trong nút thì nó sẽ có cái chế độ là backtrack, tức là nó track xong một lượt nó sẽ tự động nó đi ngược lại. Các bạn thấy cái playhead nó đang chạy ngược lại để nó dò lại một lần nữa. Sau khi nó đã track một lần rồi thì nó sẽ dò lại một lần nữa cho nó chắc, cho nó chắc hơn. Và các bạn thấy là như vậy là cái việc chúng ta track bằng cái chế độ auto track của cái nốt camera tracker thì nó rất là đơn giản rồi. Cái việc duy nhất chúng ta bấm vào đó là cái nút track này, nó sẽ tự động nó track cho chúng ta. Nhưng mà ở đây thì tất nhiên là đây là một cái cảnh quay cũng khá là đơn giản như mình nói hồi nãy.
là về chuyển động camera cũng như là cái shot cũng khá là rõ ràng sáng sủa, cho nên cái việc mà track thì nó cũng dễ. Nhưng mà với những cái shot khác, một số các footage khác thì các bạn thấy là ví dụ khi chúng ta có những cái footage khó khó hơn thì chúng ta sẽ cần phải tùy chỉnh, có thêm một số cái tùy chỉnh vào cái phần tracking của chức năng auto track để làm cho cái kết quả track nó chính xác hơn. Điển hình là ví dụ trong cảnh quay này thì các bạn thấy các cái diễn viên chúng ta là những cái vật thể chuyển động trong cảnh quay, các diễn viên quay qua quay lại đúng không? Thế thì các diễn viên này các bạn thấy là cái nốt auto track, cái nốt camera tracker này nó cũng tự động nó đặt các cái điểm track lên đây, lên các cái diễn viên này luôn đúng không? Và các cái điểm track này các bạn thấy là vì nó đặt lên cái những cái vật thể chuyển động, thế cho nên là cái kết quả track của nó là sẽ không chính xác. Tại vì đây là không phải là chuyển động của camera mà đây là chuyển động của nhân vật. Thế cho nên là những cái điểm track này chúng ta không thể để lại được đúng không? Chúng ta không thể sử dụng được mà chúng ta phải loại bỏ nó ra. Đó là cái vấn đề, một cái vấn đề trong cảnh quay này. Được chưa? Thế cho nên là chúng ta sẽ cần phải can thiệp một chút vào cái chức năng auto track của cái nốt camera tracker này. Rồi vậy thì để xử lý cái việc này thì chúng ta sẽ thực hiện một cái công đoạn gọi là tạo cái garbage mask, tức là sẽ dùng cái chức năng roto của nút để chúng ta loại bỏ những cái diễn viên chuyển động, những cái phần có chuyển động ở trong cảnh quay. Đấy, thì ở đây chúng ta mình sẽ bấm tab mình tạo cái nốt roto. Và với cái nốt này thì mình sẽ dùng cái chức năng tạo cái mask ở trong cái nốt này để mình bắt đầu mình tạo cái garbage mask. Mình sẽ tạo một cái mask mà nó bao theo cái diễn viên của chúng ta, được chưa? Và chúng ta sẽ không cần quá chính xác với cái việc tạo cái mask cho cái garbage mask này, tại vì cái này nó chỉ phục vụ cho cái công việc là chúng ta loại bỏ những cái vật thể bị chuyển động ở trong cảnh quay thôi. Và cứ như vậy thì mình sẽ di chuyển theo cái footage và mình sẽ tùy chỉnh lại cái mask này để làm sao cho nó đi theo hai cái diễn viên của chúng ta. Và mình nhắc lại một lần nữa là vì chúng ta không cần chính xác cho nên các bạn có thể thực hiện cái bước này nó rất là nhanh. Chúng ta chỉ cần kéo lại một số điểm. Ở đây thì các bạn làm sao cố gắng để chúng ta bám sát được cái diễn viên của chúng ta thì càng tốt. Chúng ta đừng có để cho cái mask này nó rộng quá, vì như vậy thì nó sẽ làm mất những cái khu vực có thể tính điểm ở đây, đúng không? Thì thay vì những khu vực này thì cái camera tracker nó có thể đặt những cái điểm track ở đây, thì bây giờ nếu mình để cái mask này nó rộng quá thì cái nốt camera tracker nó sẽ không có chỗ để nó đặt cái điểm. Thế cho nên là chúng ta cố gắng giữ cho cái mask này nó sát nhất có thể với cái diễn viên của chúng ta ha. Thì cứ như vậy thì chúng ta sẽ dịch chuyển các cái nốt này, các cái mask này để cho nó bao lấy cái diễn viên của chúng ta ha. Ở đây thì mình sẽ mở cái con mà mình đã roto xong, chúng ta tiết kiệm thời gian. Rồi thì như vậy là chúng ta đã có cái nốt roto mình đã thực hiện xong, được chưa? Thì bên cạnh hai cái diễn viên mà mình đã roto ở đây thì mình cũng roto luôn cả cái cô diễn viên ở bên trái này. Thì cô diễn viên bên trái này cũng là một cái vật thể chuyển động nên mình cũng loại ra luôn, được chưa? Như vậy là chúng ta đã có hai cái garbage mask. Và nếu mà chúng ta view cái nốt roto này, chúng ta bật chế độ alpha thì các bạn sẽ thấy là chúng ta đã có hai cái khu khu vực alpha dành cho hai cái diễn viên chúng ta, được chưa? Rồi bây giờ cái bước tiếp theo thì mình sẽ quay lại cái nốt camera tracker của chúng ta
Và ở đây thì mình sẽ nối cái input mask của cái nốt camera tracker này vào cái nốt roto của chúng ta, được chưa? Và sau đó ở trong cái property của cái camera tracker thì ở phần mask mình sẽ chọn là mask alpha, tức là chúng ta sẽ lấy cái kênh alpha của cái nốt roto này để chúng ta dùng để làm cái garbage mask cho cái camera tracker. Rồi thế thì bây giờ một khi chúng ta đã có cái tracking, có cái garbage mask rồi, thì bây giờ nếu mà chúng ta bấm một cái nút track một lần nữa thì các bạn sẽ thấy là sao, là cái nốt camera tracker nó đã loại bỏ cái điểm track ở những cái khu vực diễn viên của chúng ta mà chúng ta đã dùng cái roto để chúng ta loại bỏ. Các bạn thấy như vậy ha. Và như vậy là chúng ta không còn có những cái điểm bị sai khi mà nó gắn lên trên những cái vật thể chuyển động nữa. Rồi bây giờ mình sẽ reset lại cái nốt. Rồi thì trước khi chúng ta thực hiện track thì chúng ta cũng còn một số cái điểm để lưu ý. Cái thứ nhất là ở đây chúng ta có thể tùy chỉnh một số cái thông số, chẳng hạn như là cái range. Cái range ở đây tức là cái khoảng gọi là cái thời lượng, timing của cái footage của chúng ta. Ở đây thì chúng ta có cái footage của chúng ta từ frame số 1 đến 378 frame. Thế thì ở đây ví dụ chúng ta có thể chỉ muốn track một khu vực nào đó, một đoạn nào đó trong cái footage thôi, thì chúng ta có thể chỉnh sang chế độ custom và chúng ta có thể đánh vào cái số chúng ta muốn ở đây, chẳng hạn từ frame 50 đến frame 100 thôi, thì chúng ta có thể đánh vào số 50 đến số 100. Thì khi đó khi chúng ta bấm track thì nó sẽ chỉ track từ cái frame số 50 đến frame số 100 thôi. Còn không thì chúng ta cứ để là input, tức là nó sẽ lấy toàn bộ cái số frame từ cái footage của chúng ta đưa xuống ha. Thứ hai là cái phần camera motion. Phần này thì chúng ta có thể tùy chỉnh các cái cách thức mà camera di chuyển. Thì nếu mà chúng ta lựa chọn đúng cái cách di chuyển của camera thì cái nốt camera tracker nó sẽ dễ dàng hơn trong việc show cái camera này, tức là trong cái việc nó tạo ra cái camera ảo nó chính xác hơn. Thế thì ở đây thì mình nghĩ là cái camera này thì chúng ta có thể chọn linear motion, tức là chuyển động với tốc độ với cùng một cái tốc độ, đúng không? Các bạn thấy là khi mà chúng ta chạy cái camera cái footage thì chúng ta thấy là camera di chuyển với cái tốc độ nó cũng khá là đều, nên là chúng ta có thể chọn linear motion, hoặc đơn giản là các bạn cứ để mặc định là free camera cũng được. Phần lens distortion thì ở đây chúng ta không có lens distortion cho nên chúng ta chọn là no lens distortion. Ở phần focal length thì nếu mà chúng ta biết được cái focal length, tức là cái tiêu cự của cái lens được dùng khi quay đó, thì chúng ta chọn cái mục là none và chúng ta đánh vào đây. Thì ở đây nếu mà chúng ta biết chính xác cái focal length chúng ta đánh vào thì sẽ rất là cái kết quả chúng ta sẽ rất là chính xác, hơn rất là nhiều. Cho nên khi các bạn quay đó thì các bạn có thể ghi chú lại cái focal length của cái camera của chúng ta để sau đó chúng ta dùng trong cái phần tracking. Còn nếu mà chúng ta không biết, ở đây trong trường hợp mình không biết cái camera người ta dùng ở đây là cái focal length gì, thì chúng ta sẽ chọn là unknown constant, tức là không biết nhưng mà nó sẽ giữ nguyên từ đầu đến cuối cái footage. Đó là vì trong cái footage của chúng ta thì cái lens nó không thay đổi cái tiêu cự, nó không có zoom ra zoom vào ha. Cái này là chuyển động dolly, do người ta đẩy camera đi chứ người ta không có zoom cái lens, ta không thay đổi tiêu cự, cho nên chúng ta sẽ chọn là unknown constant. Sau đó chúng ta có thể qua cái tab setting. Trong cái tab setting này chúng ta có thể tùy chỉnh thêm một số thông số nữa cho cái phần auto track. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái number of feature, tức là cái số lượng điểm track mà cái chức năng auto track nó sẽ cố gắng nó đặt vào trong cái cảnh quay của chúng ta. Thì thường thì chúng ta nên tăng cái số feature này lên. Chẳng hạn đây mình sẽ đặt vào khoảng 300 đi chẳng hạn. Thì chúng ta càng có nhiều điểm để track thì cái tỷ lệ chúng ta có thể tìm ra những điểm track tốt nó sẽ tốt hơn. Và chúng ta cũng sẽ có cái dư dư lượng để chúng ta loại bỏ những cái điểm track
lỗi, được chưa? Thế cho nên là chúng ta ở đây mình sẽ tăng lên là 300. Và khi chúng ta tăng cái số lượng điểm track lên thì chúng ta sẽ xuống cái mục feature separation, tức là khoảng cách giữa các điểm track. Thì khi mà chúng ta tăng cái số lượng điểm lên thì chúng ta phải thu nhỏ cái khoảng cách giữa các điểm lại, đúng không? Để mà làm gì? Để mà các điểm track nó được phân bố đều ở trên cái màn hình. Chứ nếu mà chúng ta đặt cái feature này, cái separation này, cái khoảng cách này nó rộng quá thì các điểm track nó sẽ bị phân tán quá nhiều. Thì đại khái khái niệm là như vậy. Cho nên là chúng ta tăng cái số lượng feature lên thì chúng ta giảm feature separation xuống. Minimum length ở phần dưới đây thì là cái độ dài tối thiểu của các cái điểm track, tức là những điểm track nào ít nhất ở đây phải là 3 frame thì cái phần mềm, cái node camera tracker nó mới giữ lại. Còn những cái điểm nào mà nó quá là ngắn, chẳng hạn 1 frame, 2 frame thì nó sẽ tự động nó loại bỏ cho chúng ta, tại vì cái đó thì chắc chắn là độ chính xác nó không có cao. Thế cho nên là ở đây thì ví dụ với những cái cảnh quay mà mình thấy tự tin vào cái kết quả track, mình thấy là cái cảnh quay nó dễ track đó, thì chúng ta có thể tăng cái minimum length này lên để chúng ta tăng cái độ chính xác của cái điểm track. Ở đây thì mình có thể tăng lên khoảng tầm, mình nghĩ là khoảng tầm 5 hoặc là 7, được chưa? Còn lại thì chúng ta có thể để mặc định các cái thông số khác. Với những cái cảnh quay mà phức tạp hơn nữa thì chúng ta còn có thể sử dụng chức năng User Track ở đây, trong cái tab User Track. Cái User Track tức là sao? Tức là chúng ta sẽ chèn vào một cái điểm track do chúng ta tự đặt, không phải là do phần mềm nó tự động nó tính, mà là do chúng ta tự đặt. Và vì chúng ta tự đặt và chúng ta sẽ kiểm soát nó, cho nên là cái độ chính xác của những cái user track này mặc định là nó sẽ tốt hơn những cái điểm track của cái chức năng auto track. Thế cho nên là trong những cái cảnh quay mà khó khó track thì thường chúng ta sẽ chèn vào thêm những cái điểm track, user track vào đây. Đấy. Cái mục đích là gì? Mục đích là để hướng dẫn cho cái node camera tracker này nó thực hiện cái chức năng auto track chính xác hơn. Tại vì một khi mà chúng ta đã có những cái điểm user track để hướng dẫn thì cái phần mềm nó sẽ tự động lấy những cái điểm user track đó để nó tính toán và nó cân chỉnh các cái điểm auto track của nó theo cái điểm user track của mình. Được chưa? Giống như là nó lấy ra để nó làm căn cứ đó, nó lấy những điểm user track của chúng ta ra để nó lấy làm cái căn cứ, làm cái base để mà nó thực hiện cái phần auto track của nó cho nó chính xác hơn. Thế cho nên là với những cảnh quay khó thì chúng ta có thể chèn vào một số cái điểm user track trong đây để cho cái kết quả track nó chính xác hơn. Thì chẳng hạn để mà thêm vào một điểm user track cũng rất là đơn giản, chúng ta sẽ bấm vào cái nút add track ở này. Như vậy chúng ta sẽ có một cái điểm user track. Và đây chính là cái target của chúng ta, cái target user track của chúng ta. Ở đây thì mình sẽ chọn một cái điểm, chẳng hạn ở đây mình chọn cái góc này. Được chưa? Và các bạn có thể nhìn vào những cái ô preview ở trên đây để chúng ta xem cho nó chính xác hơn cái điểm chắc của mình. Thì sau khi chúng ta đã đặt đúng cái vị trí rồi, đây mình sẽ về cái frame đầu tiên, mình đặt cái điểm chắc cho nó đúng cái góc chưa. Thì sau khi mà mình đã đặt đúng vị trí rồi thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút auto track ở đây. Và cái node camera tracker nó sẽ dò cái user track của chúng ta theo cái điểm mà chúng ta đã đặt. Và các bạn thấy là nó cũng sẽ backtrack cho chúng ta, tức là nó track một lượt đi xuôi, sau đó nó đi ngược lại một lần để nó dò lại cho chính xác hơn. Thì thông thường thì cái gì mà chúng ta làm 2 lần lúc nào nó cũng sẽ kỹ hơn là 1 lần, đúng không? Đấy, thì cái kết quả track nó sẽ chính xác hơn. Và sau khi mà chúng ta đã track xong như thế này, đúng không? Thì vì đây là một cái điểm user track nên chúng ta hoàn toàn có thể, ví dụ các bạn thấy cái điểm track nó bị lệch
thì chúng ta hoàn toàn có thể đến cái frame đó, chúng ta lôi nó lại, được chưa? Lôi nó lại đúng cái vị trí. Nhưng mà ở đây thì mình thấy là cái kết quả user check thì nó cũng khá ổn rồi. Cái kết quả user check thì nó cũng khá ổn rồi, cho nên là chúng ta sẽ không có chỉnh sửa gì đây. Được chưa? Rồi thì các bạn có thể thêm vào bao nhiêu điểm user track tùy các bạn, để mà chúng ta dùng để làm cái căn cứ cho cái phần auto track nó chính xác hơn ha. Rồi thế thì sau khi chúng ta tùy chỉnh các cái bước và các cái thông số xong xuôi và chèn vào các cái user track rồi, thì chúng ta sẽ quay lại cái tab camera tracker và chúng ta sẽ bắt đầu bấm vào cái nút track ở đây, ở trong cái phần analysis, để gì? Để phần mềm nó sẽ thực hiện cái việc track cho chúng ta. Rồi thì ở đây thì chúng ta sắp hoàn thành cái việc auto track của cái nốt camera tracker. Chưa? Như vậy là chúng ta đã có kết quả track ở đây. Và chúng ta đã sử dụng Roto, chúng ta loại bỏ những cái điểm track ở trên các cái diễn viên rồi, đúng không? Và chúng ta cũng đã chèn vào cái user track để nó lấy làm cái căn cứ để cho cái quả track auto track nó chính xác hơn. Thì tiếp theo thì chúng ta có thể về vì sau khi chúng ta track xong, chúng ta sẽ thấy được cái việc các cái điểm track của chúng ta nó sẽ lâu hay là nó sẽ đại khái là nếu mà nó chính xác và cái cảnh quay nó dễ thì các cái điểm track chúng ta nó sẽ dài, cái frame length nó sẽ dài. Còn nếu mà các điểm track chúng ta cái frame length mà nó ngắn quá thì chúng ta sẽ loại bỏ nó bằng cách là chúng ta vào cái tab auto track ở đây. Và ở đây thì hồi nãy cho chúng ta đánh vào cái số 7 ở bên đây đó, cho nên là ở đây thì cái min length chúng ta sẽ là số 7. Thì chúng ta sẽ dùng cái thông số min length này để chúng ta có thể loại bỏ thêm một số cái điểm track mà chúng ta thấy nó bị ngắn quá, tại vì đa phần nếu mà ngắn quá tức là do nó không chính xác. Đây thì các bạn thấy là khi mà mình tăng giảm cái con số min length này đó thì các bạn thấy là có một số cái điểm track nó sẽ biến thành màu đỏ, các bạn thấy không? Đấy. Chúng ta càng tăng lên thì các điểm track nó càng màu đỏ nhiều. Thế thì đó, những màu đỏ đó tức là những cái điểm track mà sẽ được loại bỏ nếu chúng ta tăng cái số min len này lên. Thế thì ở đây ví dụ chúng ta có thể loại bỏ bớt một phần, ví dụ mình sẽ tăng lên khoảng tầm 15 frame hoặc là 20 frame. Đấy, và mình sẽ bấm vào cái nút delete rejected. Thì các bạn sẽ thấy là những cái tracker màu đỏ nó sẽ bị xóa đi. Thì ở đây cũng là một cái điểm mà các bạn cần nhớ, đó là khi mà chúng ta track và chúng ta show cái camera 3D, đúng không? Trong một cái cảnh quay thì chúng ta càng giữ lại những cái điểm track tốt và chúng ta loại bỏ những cái điểm track lỗi thì càng tốt. Tức là làm sao đó để chúng ta lọc đi càng nhiều những cái điểm track mà bị lỗi đó, thì cái kết quả show cuối cùng nó sẽ tốt hơn. Thế cho nên là sau khi mà chúng ta track và chúng ta show xong thì thường chúng ta sẽ phải có những cái bước để chúng ta refine, tức là chúng ta lọc đi những cái điểm track bị lỗi ha. Thì cái bước đầu tiên này là cái bước để chúng ta lọc về cái min length, tức là cái độ dài của frame tối thiểu, đúng không? Rồi thì sau khi mà chúng ta lọc bớt như vậy xong thì chúng ta có thể quay lại cái tab camera checker, chúng ta bấm vào cái nút show. Cái nút show này tức là cái nốt camera checker nó sẽ sử dụng những cái điểm track của nó, được chưa? Những cái điểm track bây giờ đã hoàn thành đó thì nó sẽ dùng cái đó và nó sẽ tính ra cái vị trí trong không gian 3D dựa trên những cái điểm track đó, và nó sẽ tính ra cái camera cho chúng ta. Thế thì sau khi mà bấm cái nút show xong thì chúng ta tất nhiên chúng ta sẽ phải tiếp tục chúng ta lọc lại những cái điểm track không chính xác nữa, được chưa? Thì như vậy chúng ta lại quay qua cái điểm auto track và cái tab auto track. Và ở đây thì chúng ta sẽ dùng các cái thông số max track error và max error ở đây. Thì để các bạn thấy là nếu chúng ta tăng giảm các cái thông số này thì nó sẽ loại bỏ
nó sẽ biến thành màu đỏ, các cái điểm track nó biến thành màu đỏ, và những điểm track đó tức là những cái điểm mà cái lỗi nó nhiều, chúng ta có thể loại bỏ bớt. Được chưa? Thì ở đây chúng ta có thể tăng giảm các cái thông số, và chúng ta sẽ loại bỏ bớt một số các cái điểm track mà chúng ta thấy là nó các bạn thấy những cái điểm track mà những cái điểm track ở đây các bạn thấy nó uốn éo này nọ đúng không? Nó không có chính xác, nó dịch chuyển một cách lung tung. Thì đây tại vì là trên cái bức tường này nó không có những cái điểm để có thể track track tốt được. Thế cho nên là những cái điểm auto track này nó sẽ bị dịch chuyển là đúng rồi. Thế cho nên là làm sao đó chúng ta sẽ tăng giảm các cái thông số để chúng ta tăng giảm các thông số để chúng ta làm sao đó chúng ta loại bỏ những cái điểm màu đỏ này đi. Được chưa? Và sau khi mà chúng ta thấy ổn với các cái điểm được loại bỏ đi thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút delete rejected một lần nữa. Được chưa? Và bên cạnh cái việc sử dụng cái tab auto track thì chúng ta cũng có thể dùng tay để chúng ta xóa những cái điểm track chúng ta thấy không ổn. Đấy. Thì ở đây chúng ta dùng con mắt đúng không? Chúng ta nhìn cái điểm nào nó không tốt đó, điểm nào di chuyển nhiều, bị lệch các thứ, hoặc là trên những cái khu vực mà nó không có điểm track chúng ta biết, chúng ta nhìn chúng ta biết, thì chúng ta chỉ việc select nó. Được chưa? Chúng ta dùng con chuột chúng ta select những cái điểm này và chúng ta bấm delete thôi, rất đơn giản. Để những điểm nào mà nó dịch chuyển nhiều thì chúng ta delete đi. Nhưng mà chúng ta phải kiểm tra cho kỹ, chúng ta đừng có delete nhầm những cái điểm tốt, thay vì những điểm bị lỗi thì chúng ta lại delete những cái điểm mà tốt thì lại không được đúng không? Chúng ta phải chừa cho đủ điểm để cái phần mềm nó có thể dò ra cái camera. Thế cho nên là chúng ta xóa, nhưng mà chúng ta phải xóa cho đúng những cái điểm nào bị lỗi thôi, những điểm nào mà tốt thì chúng ta phải lưu lại để lại. Rồi thì sau khi chúng ta thực hiện một số tùy chỉnh đó xong thì chúng ta có thể quay lại cái tab Camera Checker và chúng ta bấm vào cái nút Update Zone. Tức là sau khi chúng ta loại bỏ các cái điểm đó rồi thì chúng ta phải update lại, và chúng ta sẽ và chúng ta bấm cái nút Save lại thì nó sẽ thực hiện tính toán lại cái kết quả track của chúng ta dựa trên cái những cái việc chúng ta lọc bỏ bớt những cái điểm track bị lỗi ha. Thì ở đây các bạn có thể quan sát cái error ở đây, cái error này chính là cái con số trung bình về cái độ chính xác của các cái auto track của chúng ta. Thì thường cái error này thì chúng ta canh nó khoảng ở phía dưới số 1 là được ha. Và càng thấp thì càng tốt. Ở đây 0.85 mình nghĩ nó cũng khá ổn ha. Rồi và sau khi chúng ta hài lòng với cái kết quả solve rồi thì chúng ta sẽ sang cái bước là export cái kết quả track này. Và trong cái bước này mình sẽ chọn cái mục là scene. Tức là cái nốt này nó sẽ tạo ra chúng ta một cái scene và có camera trong đó luôn để chúng ta có thể chèn vào cái vật thể 3D ngay lập tức. Thì ở đây mình sẽ chọn cái scene và mình bấm create. Thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ tạo chúng ta một cái scene 3D ở đây và một cái camera, được chưa? Ở đây thì chúng ta cũng sẽ có cái point cloud. Cái point cloud này là cái gì? Ở đây thì mình sẽ bấm để chúng ta xem cái không gian 3D. Chúng ta view cái scene này thì các bạn sẽ thấy là cái point cloud của chúng ta chính là cái một cái đám mây, những cái điểm, được chưa?
Và những cái điểm này nó chính là cái tái hiện lại cái scene của chúng ta trong không gian 3D. Và sau đó thì chúng ta, nếu chúng ta quan sát cái đường đi của cái camera thì chúng ta có thể kiểm tra một lần nữa cái độ chính xác của cái kết quả track của chúng ta, xem là cái đường đi camera này nó đã ok chưa. Và ngoài ra nữa thì dựa vào cái điểm point cloud này, chúng ta ví dụ chúng ta có thể biết được cái, ví dụ cái sàn nhà ở đâu đúng không, cái tường ở đâu, và chúng ta có thể đặt những cái vật thể 3D vào đúng cái vị trí ở trên, ở trong cái scene. Rồi thì ở đây ví dụ mình sẽ chèn vào một cái cúp, tức là một cái hình lập phương 3D, và mình sẽ kết nó vào cái scene. Ở đây thì mình sẽ thu nhỏ cái cúp này, được chưa? Mình sẽ đặt nó xuống cái sàn nhà. Và mình có thể xoay nó một chút. Rồi. Sau đó thì mình sẽ chèn vào một cái checkerboard để làm cái texture cho cái cúp này. Okay. Checkerboard. Rồi. Và sau khi xong chúng ta chèn cái cúp này vào rồi thì bắt đầu là chúng mình sẽ tạo một cái nốt scanline renderer để chúng ta hiển thị cái kết quả của cái scene 3D này với cái background của chúng ta là cái phút tịch, đúng không? Ở đây thì mình sẽ kết nối cái input object scene vào trong cái scene của mình. Chúng mình sẽ kết nối cái background vào cái phút tịch gốc của mình. Mình sẽ kết nối cái input cam vào cái camera mà đã được tạo ra ở đây. Và sau đó mình sẽ view cái scanline renderer này. Được chưa? Thì các bạn sẽ thấy là bây giờ thì cái hình lập phương của chúng ta đã được đưa vào trong cái scene của mình. Và cái point cloud nó cũng được hiển thị ở trên cái scene của chúng ta luôn. Đúng không? Thì chúng ta có thể disable cái nốt point cloud này để chúng ta tắt cái đám mây điểm này đi. Chúng ta nhìn cái scene chúng ta cho nó dễ hơn. Thế nên như vậy là chúng ta thấy cái vật thể 3D là cái cúp của chúng ta đã được chèn vào trong cái cảnh quay của mình. Đúng không? Và nó sẽ đi theo cái chuyển động camera. Bởi vì là bây giờ thì chúng ta đã có cái camera đã được track. Đúng không? Đã được tái hiện lại. Thế cho nên là cái vật thể 3D chúng ta nó sẽ đi theo. Ở đây mình có thể nối cái background là vào cái camera tracker cũng được. Mình sẽ tổ chức lại cái scene cho nó đẹp hơn, nhìn cho nó dễ thấy hơn. Rồi thì như vậy là chúng ta đã đi qua một số cái cơ bản về cái chức năng camera tracker của phần mềm Nút để giúp chúng ta chèn vào các cái vật thể 3D vào trong cái cảnh quay của mình. Thì hy vọng là cái tutorial này sẽ giúp các bạn hiểu thêm về cái kỹ thuật track camera và ứng dụng được vào trong các cái công việc của mình. Thì một lần nữa thì các cái đường link các cái phút tịch cũng như là project file thì mình đều có bao gồm ở trong cái phần mô tả của video, và các cái tài nguyên khác mình cũng bao gồm ở trong đó, thì các bạn có thể xuống để download. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video và mong là các bạn sẽ like, subscribe cũng như là chia sẻ video, chia sẻ kênh để giúp mình có thêm cái động lực xây dựng thêm nhiều video hơn nữa ha.
Rất cảm ơn và chào tạm biệt.